Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 2 ôn tập về các phép tính trong phạm vi 100.000. Cụ thể là chúng ta sẽ vào phần 3 luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài luyện tập số 1. Yêu cầu chọn câu trả lời đúng. Câu A, tổng của 53.640 và 8.290 là tính tổng, tức là chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng với 53.640 cộng 8.290, thực hiện phép tính nhẩm cộng này ra kết quả bằng 61.930. Và chúng ta có 4 đáp án: A. 61.830, B. 61.930. Chúng ta sẽ khoanh vào đây là đáp án B. Đáp án C. 51.930. Và đáp án D. 60.930. Tiếp theo, phần B, hiệu của 68.497 và 35.829 là hiệu, chúng ta sẽ lấy phép tính trừ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ là 68.497 trừ 35.829. Chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm, kết quả bằng 32.668. Ở đây cho các bạn đáp án A, 31.668. Đáp án B, 32.568. Đáp án C, 32.678. Và đáp án D, 32.668. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án D. Phần C, tích của 29.073 và 3 là tích, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Chúng ta lấy 29.073 nhân với 3, chúng ta tính nhẩm ra kết quả bằng 87.219. Và đáp án cho như sau: A. 67.219, B. 87.019, C. 87.219 và D. 87.291. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án C. Câu hỏi D, thực hiện phép tính 54.658 chia cho 9, ta được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta lấy 54 chia 9 bằng 6, 6 x 9 bằng 54 hết, 6 chia 9 bằng 0, dư 6, 6 5 chia 9 bằng 7, 7 x 9 bằng 63, 6 5 trừ 63 còn 2, 28 chia 7 bằng 28 chia 9 bằng bằng 3, 3 x 9 bằng 27 và 28 trừ 27 còn 1, vậy là dư 1. Vậy ở đây chúng ta có phương đáp án A, thương là 6.073 dư 1. Đáp án B, thương là 673 dư 1. Đáp án C, thương là 6.072 dư 10. Đáp án D, thương là 672 dư 1. Vậy chúng ta chọn ở đây là đáp án A, thương là 6.073 và dư 1. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài luyện tập số 1. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.